Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Cho nên mình đi lên đồi chơi, mình lại phát hiện ra tuyển trí tuệ các bạn. Làm trên ngọn cây mắc ca nhà mình này, cũng không cao lắm các bạn. Thì mấy lần trước mình hái chè mình cũng không để ý là ở đây có tổ luôn. Thì vừa nãy mình đi qua thì mình thấy hai con trí tuệ nó bay từ trong cây ra, mình mới ra mình ngó lại. Thì mình phát hiện làm tổ tít trên ngọn các bạn ạ. Thì mình không biết là có gì không, bây giờ mình sẽ thử trèo lên xem nhé các bạn nhé. À, hôm trước cây xoan ở dưới này đó, hôm trước mình có trèo lên đây mình bắt tổ vàng anh hai con đấy các bạn, rất đẹp luôn. Những bạn nào chưa xem video mình bắt thì các bạn có thể vào kênh để xem nhé. Hôm đấy mình trèo lên tận ngọn mình bắt được hai con chim vàng anh non các bạn, nhìn rất đẹp. Ok, thì bây giờ mình sẽ trèo thử lên xem tổ có gì không nhé các bạn nhé. Các bạn đợi mình xíu, cây này cũng dễ trèo đấy các bạn ạ. Ông lá nó nắm gai quá các bạn ạ. Nó đâm vào tay đâu. Các bạn đợi mình xíu nhá. À. Đó tổ các bạn. Không biết các bạn có nhìn thấy không, nhưng mình thấy đen xì các bạn. Đây. À. Ui ui. To đứng quá các bạn. Tổ nó này các bạn ơi. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Nó rác rồi. Tổ nó nằm trong cái tổ chim di bỏ rồi các bạn ạ. Thôi bây giờ mình sẽ đeo hẳn để xem có gì không nhé. Đây như nó có trứng các bạn ạ. 4 trứng các bạn ạ. 4 trứng này các bạn nhìn rõ nhá. 4 trứng. Tổ này làm kín rồi các bạn ạ, làm tít trên ngọn luôn. Đứng ở dưới góc nhìn mãi không thấy đâu các bạn. Mình chỉ nhìn thấy nó một tí rác là. Với lại con chim bố mẹ bay ra mình mới nó kỹ lại. Đấy. Nó đang kêu, con bố mẹ đang kêu các bạn ơi. Bỏ xem nào. 4 trứng các bạn. À, thế nào mình cũng cũng đã tìm ra một tổ chức trẻ các bạn ạ. Đây các bạn ơi, đó cây xoan hôm trước mình bắt ở vàng anh này. Hai tổ để gần nhau mà hôm trước mình bắt tổ vàng anh mà mình cũng không phát hiện ra là cái cây này có tổ chức trẻ. Đến hôm nay mình mới phát hiện ra các bạn ạ. Đây các bạn nhìn xem tổ nó xây cũng kiên cố phết. Ok thì tổ bao giờ tổ này nở mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhá. Đó các bạn nhìn. Cây này cũng không cao lắm các bạn. Nó tầm khoảng tầm 7 mét gì đấy. Ok mình sẽ cho các bạn xem lại trứng của nó nhá. Đây đó. Đó rất là chất các bạn. Ok thì video mình cũng xin kết thúc ở đây nhé các bạn nhé. Bao giờ nở mình sẽ quay video tiếp cho các bạn xem nhé. Cảm ơn xem video của mình nếu thấy hay, nhớ để lại cho mình like, mình chia sẻ, một đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn rất nhiều, bye bye.